Dạ, nghe con đó hả? Vâng. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Dạ, con kính những cái ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính những cái nói đức pháp tín cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con nghe rõ con không ạ? Dạ, con xin phép đọc câu kinh Pháp Cú số 124. Và mình đi chê qua lô la xá hát dây giáp ta lý sang nát ba lăng quý sa mạnh quê tí nát thiết bà tăng á cúc ba tù. Bà linh hi chê qua lô la sa hát tây giáp bà li la vi sang giáp ba lăng vi sa man quê tí giáp thi bà bằng a cúp ba tổ bà nên hi chê hoa lô là sắc ha dày giáp bà li là quý sằng lắp ba lằng quý sa mằn quê tí nát thi bà bằng a cúp ba tổ bà nên hi chê hoa lô là sắc ha dày giáp bà li là quý sằng lắp ba lằng quý sa mạnh quê tí la thi bà bằng a cúp ba tù bàn tay không thương tích có thể đọc không tranh làm của Thi Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con xin xin mít ạ. Dạ con tính này lễ đại đức quy niệm mới vào Zoom ạ. Dạ, dạ con xin mời cô Nhật Quỳnh lên mít ạ. Nam mô Bụt Tha Ra. Dạ sa thu kính cảm ơn sư pháp đã hoàn hỷ lên kệ kinh. Dạ Nam mô Bụt Tha Ra. Dạ, nhà đạo tràng có nghe lại được chưa? Cảm ơn cô tu nữ Thị Duyên cho Nhật Bình biết. Dạ, hôm nay do chỗ Nhật Bình nó bị ảnh hưởng bão nên nó té suốt. Dạ, nó té suốt. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ra. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức huy niệm cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin ông bài Pháp Cú Kinh số 124. Ba niềm hi chê qua nô na sa ha rầy và ba ni na quý sằng nập bạch năng quý sắc mạnh quê trí đát thi bà bằng a cúp a tô. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc.
không làm không có ác. Và đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và niêm hi chê và nô na sa a re ya ba ni na vi sang nạp bản năng quy nạp sang minh tí nạp thi ba băng à cụp ba tơ. Tai ta nếu chẳng vết thương, dẫu cầm thuốc độc chẳng phương hại gì, ác kia vô hiệu tức thì, với người hiệp sĩ thường khi niệm lành. Và đây là bản khổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, Nhật Quỳnh kính cảm ơn sư khá anh Đức Khá, Xích Tâm Hương, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Ái Minh, Minh Quách Thanh Á, cô Nghe Pháp đã hoan hỷ lên kinh. Dạ bây giờ thì đạo tràng đã đến giờ học bài pháp của kinh số 125. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức huy niệm giảng dạy tại học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng là chỗ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết đồng. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy, thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được, trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng dương sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 125. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á đã cho bài học. Và sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Dạ, và đại đức huy niệm có nghe được âm thanh con không? Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng hóa. Dạ con kính dâng bích đến sư ạ. Kính lễ đại đức hạ thị đức Phật tính cùng chư tôn đức, xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học kệ môn pháp cú số 125. Và trước khi bắt đầu, chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ học bài. Chúng con đến bất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn và Ca Lan Đức Chánh Đẳng Giác. Chúng con đến bất lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đến bất lòng thành kính làm lễ ân Đức Tăng bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là bức điện của chư thiên và loài người. Chúng tôi xin làm lễ ba ngôi cao quý. Cũng như thường lệ, sư sẽ đọc cái ngôn pháp cú này ba lần, sau đó sẽ đi vào cái phần vực
yo apadutasa narasa dusati sutasa po sasa ananganasa tame wa balang pacce ti papang sukumo racho patiwa tang wakito. Lần thứ hai, yo apadutasa narasa dusati sutasa po sasa ananganasa tame wa balang pacce ti papang sukumo racho patiwa tang wakito. Lần cuối cùng, yo apadutasa narasa dusati sutasa po sasa ananganasa tame wa balang pacce ti papang sukumo racho patiwa tang wakito. Chúng ta có đặt đầu tiên là yo apadutasa narasa dusati sutasa po sasa ananganasa. Trước hết mình có apadutasa, đây là một nhóm từ với tiếp động ngữ á là không. Padutta là một quá khứ phân từ, nghĩa là bị ô nhiễm. Apadutasa có nghĩa là đến người không bị ô nhiễm, đến người không bị ô nhiễm. Narasa đây là một danh từ nam tánh đã được chia theo chỉ định cách số ít. Narasa có nghĩa là đến người nam. Dusati, từ này là động từ. Dusati có nghĩa là bôi nhỏ, bôi nhỏ hay là xúc phạm, bôi nhỏ hay là xúc phạm. Sutthasa xuất phát từ tính từ nam tánh là sutthā. Sutthā có nghĩa là trong sạch. Sutthasa là đến người trong sạch. Và cuối cùng ở trong đoạn này mình có nhóm từ là ananganasa. Ananganasa nghĩa là đến người không có vết nhơ, đến người không có tỳ vết, đến người không có vết nhơ. Rồi, như thế thì bạn này chúng ta thấy rằng là yo apadutasa narasa dusati sutasa posasa ananganasa, kẻ nào mà xúc phạm đến người không có bị ô nhiễm, đến người trong sạch, không có vết nhơ. Tiếp đến ở đây mình có đoạn cuối cùng là tame wa balang pacceti patang sukumo racho patiwatang nakito và wakito. Tăng là đại từ, tăng có nghĩa là cái đó hay là điều đó. Ba lá, ba lá, ba lá là kẻ ngu, người ngu. Ở đây được chia theo đối cách số ít cho nên trở thành là ba lăng. Pacceti, động từ này có nghĩa là quay trở lại, quay về hay là
trở ngược lại hay là tự chuốc lấy. Xúc cuốc môn số của mâu có nghĩa là nhỏ hay là vi tế. Ratio, ratio là bụi bặm. Và chạm từ Patiwatan có nghĩa là ngược gió. Tameva ba đăng Pache ti pa tăng Sukumo đã cho Patiwa tăng quá khí tổ. Điều xấu sẽ quay ngược lại. Chính kẻ ngu đó cũng tương tự như là bụi bọc, những hạt bụi được tung ra ngược theo chiều gió, ngược theo chiều gió. Như vậy ở đây Yo Apadutasa Narasadu sati Sutthasa posasa ananganasa Tameva balang pacheti papang Sukumo racho patiwatang wakito. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ngài dịch theo lối kệ ngôn như sau. Hạng người không ác tâm, người thanh tịnh không ế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Đó là phần tự vận của kệ ngôn pháp cú số 125. Rồi bây giờ thì tiếp đến chúng ta sẽ xem phần duyên sự. Kệ ngôn pháp cú này được Đức Thế Tôn ngài nói khi ngài ngụ tại Cetavana Vihara. Câu chuyện được đề cập đến vị thợ săn tên là Kolak. Lúc bấy giờ có một cái vị tỳ khưu hành pháp đầu đà, thường xuyên hay đi khất thực vào buổi sáng. Lúc đó có một người thợ săn mang theo cung tên và dắt theo cái bầy chó săn để mà đi săn mỗi ngày, đi vào trong rừng để mà săn thú. Khi đi dọc đường thì vị đó gặp vị tỳ khưu đi bát thức thực, thì mới khởi cái ý là sân hận, là mới sáng sớm đã gặp phải xui xẻo, cho nên bữa nay chắc sẽ không có được cái thu hoạch gì cả đâu. Sau khi đã khởi tâm, nhìn thấy vị tỳ khưu khởi ý như vậy, rồi vị ấy bỏ đi. Vị trưởng lão đi vào trong làng khất thực, sau khi quay trở về thì lúc bấy giờ người thợ săn cũng đi săn trở ngược lại. Và quả thật ở trong ngày hôm đó anh ta không có được cái gì hết. Nên lần thứ hai khi trông thấy vị tỳ khưu đó nữa thì anh ta lại càng thêm giận, càng thêm bực bội. Nghĩ rằng là đúng là sáng gặp cái xui xẻo này, bây giờ gặp thêm lần nữa. Thế rồi anh ta mới bắt đầu xuyệt chó và bắt nạt cái vị tỳ khưu đó. Vị tỳ khưu này đã mở lời nói là đừng làm như vậy. Tuy nhiên cái vị thợ săn nó vẫn tiếp tục. Và khi dí đến một cái cây thì bị chó dí. Thì lúc đó vị tỳ khưu mới hoảng sợ quá, mới trèo lên trên cây. Người thợ săn cũng không có buông tha, mới đứng ở dưới thôi quý vị. Đứng ở dưới mới dương cung tên bắn, bắn trúng chân của vị tỳ khưu. Thế rồi vị đó đau đớn và trong cơn hoảng hốt đó, mới làm rơi
cái lá y của mình xuống. Thế rồi cái lá y nó chùm, nó choàng trúng ngay cái người thợ săn đó. Sau đó cái vị thợ săn đó bị nguyên đàn chó bay vô cắn chết luôn. Bởi vì tưởng rằng là đó là cái vị thị khu, khi nhìn thấy cái lá y nó chùm như vậy. Sau khi sự việc đã xảy ra như vậy, lúc đó vị thị khu mới khởi lên cái tâm áy náy. Nó nghi ngờ, không biết rằng do bởi cái nguyên nhân cái lá y của mình nó choàng xuống mà cái người thợ săn đó bị cắn chết. Không biết là cái giới hạnh của mình có còn nữa hay không. Bởi vì theo trong điều học đó, thưa quý vị, có bốn cái điều phạm vào thì vị tỳ kheo được sẽ bị trục xuất. Trong đó có một điều học, đó chính là tỳ kheo giết người. Thế rồi vị ấy đã băn khoăn và đến hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài mới xác định, ngài mới hỏi rằng là cái tâm tư của vị tỳ kheo có cái ác ý muốn cho người ta bị giết chết hay không. Vị tỳ kheo này không, vị tỳ kheo này trả lời không có ý định đó. Thế rồi Đức Phật ngài mới xác định là như vậy thì giới hạnh của ngươi không có bị hư hoại. Sau khi trả lời xong, Đức Thế Tôn ngài cũng kể đến một cái chuyện tiền thân có liên quan đến người thợ săn này. Trong quá khứ cũng đã từng có cái ác tâm để hãm hại những đứa trẻ vô tội, nhưng mà tuy nhiên cái sự hãm hại nó không có thành, và quay ngược trở lại thì chính người đó cũng bị chết ở trong một cái tiền kiếp do bởi cái ác tâm đó. Sau khi đã nói về bổn sanh xong thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy cái môn pháp cú là vua Padutthassa Narasadusati Suthasa Posasa Alanganasa Tamewa Balang Pachyati Papang Sukumo Racho Patiwa Tang Wakito. Đem ác ý xâm hại đến người không có hơi tà vậy, thanh tịnh vô nhiễm, thì tội ác đó sẽ quay trở lại, cũng giống như là đi ngược chiều gió mà tung hạt bụi. Sau khi Đức Phật ngày giảng kệ ngôn pháp cú xong thì chính vị tỳ khu đó đã chứng đắc được quả vị A-la-hán, và những người nghe pháp cũng có được những cái sự lợi ích. Đó là phần duyên sự của kệ ngôn pháp cú ngày hôm nay, thưa quý vị. Như vậy thì ở đây chúng ta có những gì mà mình có thể học được đây? Thì chờ sư một chút để sư mò móc ra có ý điểm nào hay có liên quan đến trong cái phần viên sự thì chúng ta cùng với nhau bàn luận. Rồi, có rồi. Thưa quý vị, cái hành trình tu tập của chúng ta đó là mình khắc phục tuần tự những cái hành vi, những cái lời nói, những cái ý nghĩ nó cấu uế ở bên ngoài trước, thô thiển, rồi từ từ mới đi đến cái gốc của nó, cái gốc ngọn của nó. Tuy nhiên để mà có được cái sự trợ giúp hữu hiệu á trong cái con đường tu tập của mình á thì nó có một thứ mà chúng ta nếu mà mình để ý kỹ á thì mình sẽ thấy được cái sự trợ giúp rất là hữu hiệu của nó. Đó chính là cái hình tướng. Cái hình tướng
cái phẩm màu. Thông thường á, khi mà chúng ta chưa có cái hình tướng của cái người xuất gia, người tu á, chẳng hạn như đầu không có tóc, rồi ăn mặc rất là đơn giản, theo cái cách của những vị đạo sĩ hay những vị sa môn hay những vị tỳ khưu, thì lúc bây giờ những cái sở hành của mình đó nó khó, nó không có một cái sự thuận lợi để mà mình kềm chế về bản thân mình. Bằng chứng là trong cái cương vị của người cư sĩ, đúng không? Lúc mình giận á, lúc mình giận ai á, thì mình có thể miệt thị hoặc là chả treo người đó một cách rất là thoải mái, thậm chí dùng những cái thô ngữ rất là thô bỉ, hoặc giả có những cái hành động phản kháng lại, hoặc là khi mà mình tham á, thưa quý vị, cái tâm tham của mình nó toát ra cả trong cái hành vi và lời nói của mình, rất là thô. Tuy nhiên khi mà mình đã thay đổi cái hình tướng của mình á, thì chứng pháp đó nó cũng làm cho chúng ta hạn chế được rất nhiều những cái sở hành về thân, khẩu, ác hạnh. Điều này quá thật là như vậy, quý vị. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng khi mà mình đã trở thành người tu á, có phẩm mạo của cái vị xuất gia, thì trong cái ý niệm của mình bao giờ mình cũng thừa hiểu, mình cũng thừa hiểu rằng là cái hình tướng này thì nó sẽ phù hợp với những cái oai nghi như thế nào, với những cái kiểu đứng ra sao, hoặc là cái cách nói chuyện như thế nào nó mới phù hợp với cái hình tướng đó. Cái ý niệm của mình từ trước giờ mình thừa hiểu là như vậy, cho nên chính vì thế mà khi chúng ta đã có cái phẩm mạo, có hình tướng của người tu á, thì nó giới hạn rất nhiều những cái ác nghiệp về thân khẩu của mình. Còn mình không có phẩm mạo của người tu, thưa quý vị, thì mình nói sao cũng được, hoặc là hành động sao cũng được, bởi vì ai cũng như ai hết. Sư nhớ có một vài những cái trường hợp là có những người á, khi mà ở đời sống tại gia, người ta rất là thô thiển trong cái hành vi và cái cách sống, cách sinh hoạt. Nhưng mà khi họ xuất gia gieo duyên đó, đúng không? Tuy chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn ngủi thôi, nhưng trong suốt cái khoảng thời gian đó, cái hành vi và cử chỉ của họ tự nhiên nó được giới hạn rất nhiều. Nói chi xa kể chính bản thân sư đi thôi. Và ai muốn biết cái cảm giác của nó như thế nào thì mình thử xuất gia đi rồi mình sẽ tự trải nghiệm được. Trong cái phẩm mạo của người tu đó, thưa quý vị, hình như nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó mà nó tự dạy cho mình, nó tự nhắc nhở bản thân mình là không có được đi đứng cái kiểu như vậy ở ngoài đường, hoặc là có những chỗ không có nên đi đến những chỗ như vậy. Tự nhiên mình tự hiểu ra được điều đó. Rồi những cái hành động, những cái hành động và những lời nói của mình á, nó tự được kiềm chế, tự được kiềm chế. Đôi khi vẫn còn phiền não chứ không phải là không, nhưng mà nó được giới hạn rất là nhiều, được giới hạn rất là nhiều. Chứ bằng không là không có cái sự ngăn chặn của phẩm mạo á, thì lúc bây giờ nó bung bét ra đủ thứ chuyện, có thể xảy ra những cái điều đó. Có một lần xin nhớ kể cho quý vị một cái sự tình như thế này. Có lần sư ở Phước Sơn, thì lúc bây giờ sư được sư cả Bung Chánh cho ở cái đằng sau của cái ngôi chánh điện. Lúc đó chánh điện của chùa Phước Sơn nó chưa có bự giờ đâu, nó chỉ là cái ngôi chánh điện cũ nhỏ thôi. Ở đằng sau nó có một cái gian phòng rất là nhỏ, và cái cửa của gian phòng đó nó có hai cửa, một cửa là bước ra bên ngoài cái khuôn viên hành lang bên ngoài,
còn một cửa là nó mở ra đằng sau lưng, kế bên mép phải của tượng Phật. À, cho nên đi thẳng vào trong ngôi chánh điện bằng cái cửa đó cũng vẫn được. Thì sư ở đó một thời gian. Lúc bây giờ ở dưới khu vực của trường thiền, nó có một cái sự việc phát sinh là phải sửa chữa lại cái thiền đường ở đó. Bởi vì thời gian đầu cái thiền đường được lợp bằng lá quý vị, nên đến lúc cũng hư đó, phải sửa chữa lại. Thế rồi sư cả mới để cho tất cả những cái người tu thiền trong cái thời khóa mỗi ngày á, lúc bây giờ không có ngồi dưới đó nữa mà tập trung ở trên chánh điện trong một khoảng thời gian, trong khi chờ sửa chữa cái thiền đường. Thì có một hôm á, sư cũng bất cẩn chứ không phải là không, là thông thường á, cái chỗ đó thì trước giờ của mình tả thôi, cho nên cái giờ tối khoảng 6-7 giờ tối thì trong chánh điện, sau khi buổi chư tăng với Phật tử tụng kinh buổi chiều xong rồi thì đâu còn ai ở đâu, sư đánh chuông xong rồi tập tụng kinh xong rồi thôi. Nhưng mà mới có sự thay đổi thì lúc cái bữa hôm đó sư cũng bất cẩn, là sư có một cái người bạn cũng ở chung chung chùa, thì hai vị ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi nói chuyện với nhau thì lúc đó sư có mở cửa để mà xem á, xem coi các vị đã, các vị hành giả đã ngồi thiền xong chưa, đã đi về hết chưa, để lúc bây giờ sư khóa cửa chính thiền. Lúc đó sư giữ sư khóa luôn. Thì lúc mở cái cánh cửa đó ra để nhìn vào trong chánh điện, lúc đó sư thấy vẫn còn người ngồi. Thế rồi sư quay ngược trở lại ngồi nói chuyện tiếp, thì lúc đó sư quên đóng cái cánh cửa sắt đó, dìu cho nó nhẹ nhẹ lại. Thì lúc đó sư bỏ ra để cho nó tự động nó khép lại, thì vô tình nó tạo lên một cái tiếng âm thanh, cái đùng rất là lớn, rất là lớn. Lúc bây giờ sư mới giật mình, sư mở hé hé cửa để dòm ra coi còn phiền ta hay không. Thì lúc đó, lúc sư mở ra hé ra thì sư mới nhìn thấy có một cái cô tu nữ đang trong cái oai nghi ngồi thiền rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà ánh mắt phát ra những tia lửa như là giống như muốn đốt cháy người khác ngay tại chỗ. Lúc đó sư nhìn thẳng vào cái ánh mắt đó, sư mới lật đật, sư bịt miệng lại, sư buồn cười. Bởi vì trong cái oai nghi đó, đó nhìn thấy nó kỳ cục lắm, nhìn thấy nó kỳ cục lắm. Sau đó sư mới khép cửa lại và chờ nó trải qua vài giây, bắt đầu mở ra nữa coi cô đó, cô đã hết giận chưa. Nhưng mà mở ra lần thứ hai lại thấy, bắt gặp cái ánh mắt đó, thì sư lại lật đật, sư mới đóng cửa lại, sư khóa chốt luôn. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta phải thừa nhận rằng thật sự trong cái hình tướng xuất gia đó, nếu như mà mình sân giận á, thì có thể mình sẽ nói lên những cái lời hoặc là những cái hành vi nó rất là lố lăng, nó đi quá xa nếu như mà mình sân giận. Còn có cái phẩm mạo xuất gia ít nhiều á, nó chỉ có gọi là ngậm ngùi với chính bản thân mình thôi. Cho dù mình có giận á thì mình cũng chỉ ngậm ngùi thôi, bởi vì nếu mà mình nói hoặc là làm nó đi quá lố thì nó rất là khó coi. Nó khó coi bởi hai nguyên nhân. Nhưng thứ nhất đó là có thể là mình sẽ sợ người khác, người ta nhìn vào á, người ta thấy như vậy nó không có được tốt đẹp, người ta sẽ chê trách. Bởi vì những người thường á, người ta muốn nói sao người ta nói. Nhưng mà người tu á, thì mình phát ngôn hoặc là mình hành động á, thì bao nhiêu cặp mắt người ta chú ý tới nhiều lắm. Cho nên cái đó mình, nó cũng giúp cho mình giữ được bản thân. Và cái thứ hai á, là tự nhiên ở trong cái hình tướng đó, ở trong cái cuộc sống đó, tự nhiên nó làm cho mình có được cái liêm sĩ của chính bản thân mình. Thật sự là như vậy. Nên chính vì thế mà ai mà có con cháu á, mà quậy quá đó, người ta thường nói cứ đưa lên trên chùa coi như là đè xuống cạo đầu, cho mặc đồ giấy tử hoặc là chùm y lên, thì ít nhiều nó cũng sẽ có được cái lợi ích, chứ không phải là hoàn toàn không có ý
nghĩa gì, cái đó giống như lá bùa thưa quý vị à, nó ém lại, ém lại mình phá cỡ nào phá được chấn cái là từ đó là ăn nói đi đứng là tự nhiên nó sẽ được hạn chế rất là nhiều. À, cho nên chính vì thế à, đây là một cái vấn đề thứ nhất, cái phẩm mạo xuất gia đối với người tu trong cái đời sống mà chúng ta tiếp cận với những kẻ thế, tuy gặp những cái trở ngại, những cái nghịch cảnh rất là nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ giúp ích cho mình giới hạn những cái hành vi và cái lời nói của bản thân mình, cho dù người ta có hại mình, người ta có xúc phạm đến bản thân mình cũng giữ được. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là có một số những cái đối tượng chúng ta không có nên xúc phạm đến, bởi vì nếu như mà mình xúc phạm đến thì chẳng khác nào là mình tự đưa mình vào trong cái ngõ cụt. Tôi nhớ trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật ngài cũng có dạy, là cho dù có một cái kẻ cướp á, cái kẻ cho dù là ăn cướp, nhưng mà nếu như mà kẻ cướp đó đó mà xúc phạm vào những cái đối tượng, phạm vào những cái điều cấm kỵ, thì xem như là tên cướp đó đã đi đến đường cùng. Thì trong số những điều cấm kỵ, chẳng hạn như là những người như là nữ nhân là mình không có nên, bởi vì phái yếu á, khi mà mình làm như vậy á, thì sẽ khiến cho những người khác người ta rất là phẫn nộ, quý vị biết không, khi mà có ở thế gian nó có những tội gì á, mình không cần biết, hoặc là mình bắt nạt á, người khác á, ra sao, nhưng mà có những cái đối tượng khi mà mình bắt nạt á, người khác người ta nhìn vào người ta rất là khó coi, người ta rất là dị ứng. Chẳng hạn như là hình ảnh người nam mà tát người nữ quýnh tàn nhẫn ở ngoài đường xá như vậy, nhìn vô cái hình ảnh đó nó kỳ cục, rất là kỳ cục. Mình có thể là mình đánh nhau, nam với nam đánh nhau với nhau bình thường, chuyện đó không có vấn đề hết, nhưng mà có một vài đối tượng khi mà mình chạm vào nó sẽ rất là khó coi, thì người nữ á là cũng nằm trong số đó. Nghĩ kẻ cướp á mà bắt nạt đến nữ nhân yếu đuối như vậy, sẽ cũng chẳng khác nào là tự đưa mình đến cái đường cùng. Những người khác người ta sẽ phản đối, người ta sẽ phản ứng lại, và vô tình cái kẻ cướp đó sẽ bị xa lưới, pháp luật. Có một cái đối tượng thứ hai nữa, đó chính là người tu hành, người sống hiền thiện. Đó là đối tượng mà cho dù một kẻ ăn cướp mà muốn được tiếp tục tồn tại á, trong bài kinh đó Đức Phật này nói muốn tiếp tục tồn tại không có để đi đến được cùng thì chớ nên xúc phạm. Thì ở đây chúng ta đừng có hiểu lầm là trong bài kinh đó Đức Phật ngài dạy cho mình cái cách ăn cướp. Mình đừng có nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là sai lầm. Mà ý ở trong kinh Tăng Chi Bộ, ở cái bài đó đó, là Đức Thế Tôn ngài muốn gửi đến chúng ta một cái thông điệp là cho dù mình có làm cái chuyện gì ác xấu thì cũng phải chừa đường lui. Ý là như vậy đó thưa quý vị. Cái ý của bài học đó là như vậy, chứ không phải là dạy cho mình cái cách mà ăn cướp là phải né cái người này ra thì mới được coi như là tồn tại nha con, hay là gì. Không phải ý như vậy. Mà bài học đó cho chúng ta một cái thông điệp về cái góc nhìn, đó là cho dù mình đã có lỡ vào, phạm vào cái điều ác gì đó, mình phải biết giới hạn, mình phải chừa cái đường lui, chứ còn không á, là chúng ta sẽ tự sát, tự đưa đến cái sự hủy hoại chính bản thân mình. Thì trong trường hợp ở đây cũng như vậy nữa, đối với những người tu hành đó, đúng quý vị, đó là những bậc người ta có nhiều phước, mà mình chạm vào những cái đối tượng đó, mình sẽ dễ bị những cái kết quả đau thương nó dội ngược lại chính bản thân mình. Bằng chứng là quý vị biết không,
Người ta khi mà một người có nhiều phước tu tập á, hiền thiện á, thì mọi người ai xung quanh người ta cảm thấy rất là yêu mến, và thậm chí chư thiên cũng vậy nữa, cũng yêu mến những vị đó. Nên chính vì thế mà mình làm hại đến họ thì nó sẽ có bất lợi đến chính bản thân mình. Chính vì thế mà khi mà chúng ta thấy người khác á, mà người ta tu hành, người ta làm phước thiện, người ta sống hiền thiện, người ta có giới đức, thì tốt nhất chúng ta đừng có nên có ác ý, nên có ác ý đến những người đó. Bởi vì như vậy á, mình sẽ tự làm tổn phước chính bản thân mình, tự đưa mình vào một cái ngõ cụt, cái đường cùng. Đó là như vậy. Đó là chuyện thứ hai. Rồi. Vấn đề thứ ba ở đây là xin nói sơ qua một chút. Đối với đời sống của một vị tỳ kheo á, nó có bốn cái học giới, được xem như là bốn cái, giống như bốn cái mạch máu chính của đời sống phạm hạnh. Mà nếu mà bị bứt cái nào là xem như là tử, thì trong đó có một cái học giới, đó chính là giết người. Cho nên một vị tỳ khưu á, thưa quý vị, khi mà mình không biết á, mình làm những cái công việc chẳng hạn như là tự mình làm thì đã đành rồi, thậm chí xúi kẻ khác mà thực cái hành vi giết người thì vị tỳ khưu đó cũng phạm tội. Và thời nay chúng ta có một cái trường hợp chẳng hạn như mình kêu người khác chẳng hạn như người thân của người ta đó, thân người ta đang đau đớn hay bệnh hoạn gì đó, tới hỏi mình rồi mình xúi gia đình đó, hay là thôi hãy cho cái ban cho cái chết an lành chẳng hạn, vân vân. Bây giờ nó hay có mấy cái chuyện đó lắm, thưa quý vị, nó hay có chuyện đó lắm. Rồi chẳng hạn như thậm chí xúi người khác phá thai cũng vẫn phạm vào bất cộng trụ như thường. Nên chính vì thế mà có những cái trường hợp mà do mình có hiểu biết đó, thì vô tình chính những cái hành vi đó mình tưởng là mình không có phạm, nhưng mà nó sẽ dẫn đến phạm tội. Và chuyện này trong cái đời sống thường nhật nó đã có xảy ra rồi, chứ không phải là không xảy ra, tức là cái sự việc này nó xảy đến rồi. Người thân của chúng ta nhiều khi bị những cái chứng bệnh chẳng hạn như ung thư hay là gì vân vân, tới giai đoạn nó gần cận kề mình nhìn thấy mình xót lòng á, rồi đó đến chẳng hạn như nói chuyện, thường hay đến tâm sự với một vài vị sư nào đó mà gia đình chúng ta thân thiết á, rồi ông sư đó nhiều khi cũng không có hiểu biết về giới rồi này kia, mới khuyên là thôi hãy cho đi nhẹ nhàng chẳng hạn cái gì đó, mà cái người đó người ta về người ta nghe theo, người ta thực hiện cái hành vi đó là coi như ông sư đó bức giới, thì nó bức giới làm đúng theo như cái lời của vị đó là được xem như vị đó phạm bất trụ, bởi vì đã sai khiến bảo người khác thực hiện cái hành vi đúng theo cái cách thức của mình, và cái người kia họ đã chết. Cho nên cái trường hợp này tốt nhất là chúng ta nên, đối với mình đó là những người cư sĩ mà sở dĩ đây thật ra là giới của tỳ khu, nhưng mà những người cư sĩ của mình biết cũng có lợi chứ không phải là không. Có lợi là có lợi chỗ nào? Có lợi là có chỗ lợi là đôi khi chúng ta không có cố ý, nhưng mà do mình không có hiểu biết về cái giới hạnh của một vị tỳ khưu như thế nào là phạm, như thế nào là không phạm, như thế nào là đức, như thế nào không đức, rồi mình vô tình mình đưa ra đến những cái hoàn cảnh mà khiến cho vị tỳ khưu không có hiểu biết á, bị đi vào cái con đường phạm lỗi, bị đưa vào cái con đường phạm lỗi. Cho nên vì thế mà người cư sĩ của mình, khi mình biết á, mình học hỏi, mình biết để làm gì, để gìn giữ, để trợ duyên, gìn giữ. Có những chuyện đó mình không nên đi đến hỏi, tư vấn những vị tỳ khưu. Bởi vì nếu như mình đi đến tư vấn, mình hỏi á, cái người biết á, người biết về học giới á,
kỹ lưỡng, biết thì người ta sẽ không có bị phạm. Nhưng mà gặp những vị tân thọ thì khu mới vừa xuất gia hay mới vừa tu không biết gì hết, rồi lúc đó làm sao đây, lúc đó làm sao đây đó. Rồi cái trường hợp này nữa nè, nó có cái chuyện này nữa à, tức là chẳng hạn như vợ chồng ở nhà cơm canh cơm không lành canh không ngọt đó, hoặc là yêu đương với nhau rồi lúc bấy giờ nó cãi nhau rồi nó giận hờn vu vơ rồi nó đùm la, lúc bấy giờ mới đi đến chùa tâm sự kể lể như thế này như thế kia đối với hoàn cảnh của con rồi đó, thì quý vị biết không, có những trường hợp mà vị tỳ khưu mà không khéo là vô tình phạm vào cái giới sanh kha đi siêu sáng, đưa người nam và người nữ đến với nhau giống như là cái kiểu môi giới đó, khéo là sẽ bị vô cái hoàn cảnh đó, vô cái thế đó. Chính vì thế mà một người cư sĩ có hiểu biết, mình phải nhận thức được là có những chuyện chúng ta cần phải gìn giữ và tự xử lý à, không có nên đi đến hỏi, không nên đi đến hỏi. Nếu mà hỏi những vị hiểu biết á, những vị có hiểu biết về phạm vi giới luật của chính bản mình thì cái điều đó tốt rồi, điều đó không sao, mà những vị không biết thì sẽ có thể bị phạm vào đó. Vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận ở trường hợp này. Rồi rồi, như vậy là ba chuyện. Bây giờ mình sẽ coi là cũ. Cái ngôn pháp cú này Đức Thế Tôn ngày giảng là đối với những cái người mà xúc phạm xâm hại đến những người có đức hạnh đó, thì cái quả báo nó sẽ dễ dàng nó bị rơi ngược trở lại chính bản thân mình. Rơi ngược lại chính bản thân mình, giống như mà cầm bụi mà tung ở ngược gió dội ngược trở lại. Thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng theo cái quy cách theo quy cách cho quả của nghiệp á, nó có tổng cộng đến những hình thức như thế như sau. Nhất là hình thức nó cho hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp tức là cái quả báo và cái nhân và quả nó cách nhau với thời gian không có lâu. Cách nhau thời gian không có lâu, hoặc là trong hiện kiếp đó nó sẽ cho quả của nó, hoặc trong một cái khoảng khắc rất là ngắn. Đó được gọi là hiện báo nghiệp. Ở trường hợp thứ hai, đó chính là nhân và quả nó cách nhau sâu, cách một kiếp, mà gọi là, ở đây mình gọi là sanh báo nghiệp. Rồi trường hợp thứ ba đó chính là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp là nhân quả cách nhau từ kiếp thứ ba trở đi. Cho nên chúng ta khi mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, mình tiếp xúc ở trong bối cảnh của cuộc sống, thực ra mình tạo vô số những cái nghiệp, nó có thể cho quả bất kỳ lúc nào. Và trên thực tế có những trường hợp mà ở trong đời mình làm thiện, hoặc là mình thấy những người khác người ta sống ác độc, người ta như có những cái hành vi và cái lời nói nó rất là đáng để chê trách, nhiều người lên án mà tại sao họ vẫn không có bị. Hoặc là mình sống rất là tốt, mình cầu thiện pháp nhưng mà chưa có thấy cái kết quả của nó. Thì ở đây chúng ta nên hiểu là nhân và quả nó chỗ quả nó phải có cái thời gian của nó, thời gian của nó. Và một trong số những thứ mà được xem như là nhanh nhất đó chính là hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp ở đời mình hay gọi là quả báo nhãn tiền. Quả báo nhãn tiền
Thì trong cái trường hợp này thưa quý vị, nếu như là thiện á, nếu như là thiện á, thì những cái hành vi nào mà nó thiết thực hiện tại, nó cực thiện, thì nó sẽ, nó có những cái yếu tố, những cái nhân duyên mà cực kỳ mạnh mẽ thuộc về lĩnh vực thiện pháp hội đủ, thì nó sẽ cho cái kết quả ngay tức thiện. Cái điều này nó hiếm, nó hiếm. Còn cái trường hợp thứ hai á, thì nó cũng cho quả báo ngay trong hiện kiếp nữa. Đó là cực ác. Cực ác. À, cực xấu. Nó cũng có cái kết quả của nó ngay trong tại tiền. Cho nên ở hai cái điểm này á, điểm đầu và điểm cuối này á, thì ít có người làm được và ít có người dám làm. À, ít có người làm được và ít có người dám làm. Chính vì thế mà chúng ta không có thấy trong cuộc sống nó cho quả một cách phổ thông là như vậy. Tuy nhiên mình phải thừa nhận một điều như thế này. Nếu như mà chúng ta không có biết giới hạn, không biết giới hạn, không biết chừng mực đó, thì mình đi đến một cái bước nào đó thì nó sẽ dẫn đến cái kết quả khổ đau ngay lập tức. Chẳng hạn sư nói một cái vấn đề rất là đơn giản thôi. Cái chuyện buồn ở trong cuộc sống của mình đó, thì mình có rất là nhiều. Mình có rất là nhiều những cái chuyện mà không có vừa lòng, những nhiều chuyện cái điều không có ray rứt. Nhưng mà tại sao có những người người ta buồn á mà người ta đến phát điên, nhưng mà có những cái chuyện mà mình buồn á thì nó lại chưa có đi đến cái tình trạng đó. À, nó chưa đi đến tình trạng đó. Điều này cũng là một ví dụ để cho mình hiểu. Khi mà một pháp nào đó nó thuộc về bất thiện, mà nó đã đến cái thời điểm hội đủ các yếu tố gọi là cực ác, cực ác chín mùi, cũng bây giờ nó cho quả ngay lập tức. Cho nên sân quá độ, thưa quý vị, nó sẽ phát điên. Mà tham quá độ nó cũng sẽ phát cuồng. Tham quá độ nó cũng không chịu, không tốt. Mà sân quá độ thì cũng không nên. Hơn nữa, điều này còn phải kể đến cái đối tượng mà mình chạm phải. Đối tượng mình chạm phải nữa. Nó cũng giống như là chúng ta ăn hiếp cái người dân bình thường á, thì cùng lắm á, mình cũng chỉ bị càm ràm hay bị nói vài cái thôi. Còn nếu mà mình ăn hiếp con của người có quyền thế, thưa quý vị, thì lúc bây giờ lo đi trốn cho lẹ đi. Cái kết quả nó sẽ không có giống như là mình ăn hiếp cái người con của trong những cái gia đình bình thường đâu. Để điều đó như thế nào thì đối với những đối tượng mà chúng ta xúc phạm đến, nó cũng như thế. Mặc dầu hễ mình có ác ý, mình có ác ý là vốn ngay tại đó nó đã có cái kết quả không tốt rồi. Chứ đừng nói chi là đến việc mình thực hiện những hành vi rồi cái đối tượng đó là những đối tượng trong sạch, đó là đi xa hơn nữa rồi. Kể cả ngay trong nội tâm của chính bản thân mình mà đã có khởi lên một cái sự tham luyến, một cái tâm sân hận, là nó đã có cái kết quả, nó đã để lại cái chủng tử không có tốt đẹp từ chính bản thân mình. Quý vị biết một trong số những cái nguyên nhân mà tại sao có những người người ta sống á, người ta sống á, người ta rất là dịu dàng, người ta rất là dịu dàng, cho dù người khác người ta có làm gì đó thì nó chưa đến mức độ giới hạn cho phép, thì họ vẫn rất là điềm tĩnh, họ không có dễ dàng khởi lên cái sự phẫn nộ. Mà tại sao ngược lại có những người tánh tình rất là nóng nảy, dễ bực bội, thậm chí có những việc nó rất là vô lý nhưng mà họ vẫn có thể khởi lên tâm sân được, bất mãn được. Đó là do cũng có một cái nguyên nhân tác động mà chúng ta nên nhớ, nó để lại một cái chủng tử, cái mầm mống. Đó chính là cái người đó đời trước đã đa sân rồi,
khi mà chúng ta chỉ sân hận không thôi, mình chưa thấy cái kết quả cụ thể, nó sân hận mình chưa hại ai mà đúng không, mình chưa có thấy hại, nhưng mà thật ra cái cảm giác của tâm sân không ai muốn. Nhưng mà nếu mà mình cứ tích tụ từng chút vậy á, thì đến một lúc nào đó mình sẽ biến thành một cái con người giống như là cái núi lửa đó. Núi lửa chọt vô một cái là nó xì ra, chọt cái là xì ra, nói một cái là nổi bồ đề gai ngay lập tức. Thì cái đó cũng là một việc mà mình không có mong đợi, không có mong đợi, đúng không? Cho nên chính vì thế mà cho dù một pháp bất thiện thôi, nó khởi lên thôi, vốn nó cũng đã để lại một cái tì vết, chứ đừng nói chi là nó phát đến ra tín hiệu đến một cái giai đoạn gọi là cực độ, hoặc là phải chạm đến những đối tượng mà không được phép, không được phép. Thì như thế khi đã hội đủ những cái yếu tố, những cái nhân duyên đó thì nó mau đưa đến cái thành tựu, những cái kết quả ngay lập tức, ngay lập tức. Cũng giống như chúng ta có thể lấy một cái ví dụ rất là đời thường như vậy để hiểu nè. Mình hay nghe người ta nói một câu là đừng có nên đuổi cùng giết tận, đừng có nên đuổi cùng giết tận. Thậm chí ở trong cái bối cảnh cuộc sống khi mà chúng ta cãi vã nhau, có những người mình dùng những lời mắng giết người ta trong một cái giai đoạn nào đó thì nó chưa phản bác lại đâu, người ta vẫn chấp nhận, người ta im ngậm ngùi để mà chịu đựng. Nhưng mà mình phải biết chừng mực, phải biết chừng mực. Mình làm quá nha, lúc bây giờ mình sỉ nhục quá, bắt đầu là đến lúc nào đó nó sẽ ra cái kết quả ngay trong hiện tiền. Tự nhiên mình sẽ ăn tát, hoặc là mình sẽ bị phản lại, có thể là bị trả đũa lại đứt sanh mạng luôn ngay tại đó. Chính vì thế mà người ta câu đừng có nên đuổi cùng giết tận. Bởi vì khi mà chó mà nó cùng đường rồi đó, thì nó sẽ quay lại. Cho nên lúc mà chúng ta bất thiện, tốt nhất là không có, không nên, không nên có ác ý với bất kỳ ai. Nhưng mà nếu mà cho dù có ác ý nữa thì cũng phải biết giới hạn, đừng có nên làm quá lố, nó sẽ có cái kết quả rất là trực tiếp đến bản thân mình. Rồi, sư xin chấm dứt cái bài giảng ở đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phần còn lại thì quý vị hãy làm công việc hồi hướng công đức. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân đại đức Quy Niệm đã giảng bài pháp cú số 125 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh đại đức Quy Niệm chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo, vì thượng tọa Minh Hạnh không có ở room. Con kính dâng mít đến sư. Cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân đại đức Quy Niệm, đại đức Phật Tính, đại đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya đề quá ta sam tí vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te ha vi ha ra mang đa lê thế ra cha map cha na ca map cha na wa ca cha bit ca vô Saramika dana pati upasaka gama cha desani gama cha isara sappana puta sukita pawan tute jana bucha yepi chanda sambawa samseda cha ta thavo papatika ni ya ni căn tham ma qua rằng ta tiếp cha tề
sappe pidukkhassakarantu sankhayam thātu kiraṃ sa taṃ dhammo dhammatthāraja putgala sankho tu samaggo va atthāya ca hitāya ca amhe rakkhantu sakkhammo sappe pi dhammacārino buddhim sampapuniyāma dhammāriyappaveḍite. Và chúng kính tri đại đức tăng, kính cảm ơn Phật tử tập vào room nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào học pháp. Kính tạm biệt, nghe pháp xin xuống mic. Thank you.